Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Eternal. Hiện tại thì mình đang có mặt tại sự kiện Asus Expo 2015. Trong sự kiện này thì Asus cũng đã giới thiệu đến người dùng một vài mẫu điện thoại Zenfone mới mà hãng đã giới thiệu tại sự kiện IFA 2015. Trong số đó thì mẫu điện thoại chuyên chụp ảnh của Asus là chiếc Zenfone Zoom cũng đã xuất hiện tại sự kiện. Ngay sau đây sẽ là bài đánh giá nhanh của mình về thiết bị này. Về phong cách thiết kế của máy thì không quá khác biệt với những thiết bị dòng Zenfone. Mặt trước là màn hình 5.5 inch với độ phân giải Full HD. Phần đỉnh máy là logo Asus, la thoại. Bên dưới là ba phím điều hướng Android đặt bên ngoài màn hình cảm ứng. Đường viền bao quanh thân máy được hoàn thiện với chất liệu kim loại chắc chắn. Bên cạnh phải có phím nguồn, phím tăng giảm âm lượng. Người dùng có thể kích hoạt nhanh camera bằng phím cứng. Asus cũng đã trang bị cả phím bấm kích hoạt chế độ quay phim. Cạnh trái của máy thì hoàn toàn trống. Đỉnh máy là jack tai nghe 3.5 và phần đáy là cổng sạc micro USB. Phần mặt sau của máy là cụm camera 13 megapixel rất nổi bật với đèn flash 2 tông, tích hợp thêm công nghệ lấy nét laser. Ngoài ra thì còn có logo Intel, Asus và loa ngoài. Theo Asus thì camera trên Zenfone Zoom có khả năng zoom quang học 3x và tối đa là zoom kỹ thuật số lên đến 12x. Bên cạnh đó thì điểm nổi bật trên Zenfone Zoom là khả năng nén phần cứng trên thiết bị và một thiết kế có độ mỏng ấn tượng. Dù cụm camera trên máy vẫn khá dày nhưng tổng thể thiết bị vẫn rất gọn nhẹ, độ mỏng cho cảm giác cầm nắm trên tay rất tốt. Viền máy bằng kim loại rất chắc chắn hơn hẳn viền nhựa. Tuy nhiên thì phần ốp lưng trên máy vẫn là nhựa và nó có thể tháo mặt lưng để lắp SIM cũng như là thay cắm thẻ nhớ. Pin trên máy thì có dung lượng 3000 mAh và không thể tháo rời. Về cấu hình thì Asus Zenfone Zoom sử dụng chip xử lý Intel với 4 nhân, công nghệ 64 bit, RAM 4GB, màn hình 5.5 inch với độ phân giải Full HD. Máy có 3 phiên bản bộ nhớ trong là 32, 64 và 128GB, hỗ trợ thêm thay cắm thẻ nhớ mở rộng 64GB. Máy có camera trước 5MP và camera chính là 13MP. Thiết bị hoạt động trên pin 3000 mAh. Về phần mềm thì máy chạy trên hệ điều hành Android phiên bản Lollipop với bộ giao diện Zen UI đặc trưng, cho phép tùy chỉnh sâu vào bộ giao diện như thay đổi icon, chuyển đổi hiệu ứng cụm trang. Máy cũng được tích hợp những phần mềm độc quyền từ Asus như Audio Wizer, Do It Later, What's Next, vân vân. Và video đánh giá về chiếc Zenfone Zoom của mình đến đây là kết thúc. Khá đáng tiếc là thiết bị mình cầm trên tay vẫn là phiên bản thử nghiệm, phần mềm chưa được ổn định nên chưa thể test về chất lượng ảnh chụp. Vì thế, có lẽ bài đánh giá về khả năng chụp ảnh của thiết bị sẽ hẹn lại các bạn trong video lần sau. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.